tiền hết rồi nhá. Ba con này bao nhiêu tiền? Ủa con này to thế nhỉ? Sao? Bán lẻ không? 7 triệu bán không? 7 triệu bán không? Ấy giờ tính nhanh nhờ, 7 triệu. Không, 7 triệu được đấy luôn. Thôi xem nữa. Mua chuẩn. Đẹp mà, con này nuôi đẹp nhỉ? Kéo ra 7 triệu. Nhìn nhìn được vẻ bề ngoài đẹp. Hả? Bán lẻ không? Cường trốn đi rồi. Con này trong nhà thằng nào con thấy đấy thì mình lấy đa chi thì nó không đáng. Ờ dê cặp các bạn. Cặp này đẹp nhỉ. Nhìn lông mượt. Cái này người ta nuôi nhà. Cặp này người ta nuôi có lông. Không bán đắt cả này không tí lộc nào. Mất cả lộc anh cháy cả lộc ấy. Con này nuôi mày xấu quá à. Cho ra đi. Cho ra xem nó được lấy cặp này cho. Mày tao phải nuôi. Muốn nuôi thì con này xấu quá. Ờ dê cặp các bạn. Con mẹ nó to mà. Được lấy cặp này cho. Đi ơi. Kéo ra. Cặp này mà đẹp không lấy bỏ đi đấy. Móc sừng rồi. Mình tính lắm rồi. Ơ cặp này đẹp nhỉ. Dạ con này. Lông mượt đẹp thật đấy. Đẹp quá. Rồi, vác đây xem giá bán bao nhiêu. Nhìn con mẹ rất là béo nha các bạn nhé. Ôi béo lắm chú ạ. Con này điều ấy, con này mình. À, đằng sau béo, đằng trước thì hơi dâu thì. Cái bụng nó phải sao to thế? Nó quá quá ấy. Con này to như thế này to. Ở nhà nó có bố. Con to lắm cả nhà. Ở nhà có bố. Ô hai con một bè à? Một bè. Em. À hai con là con cái các bạn. Ở nhà nó có bố không? Nhà. Ở chứ. Cái to gọi xem để đi xem nào. Đấy, buổi sáng các bạn, chúng ta đang đứng ở chợ phiên nhé các bạn nhá. Đây là chợ Cung Ly, xã Cung Ly, Bắc Hà, Lào Cai. À, chợ này chỉ diễn ra một phiên duy nhất trong một tuần, đó là thứ ba, sáng thứ ba các bạn. Và chứng tỏ mình đi qua đây là đang vào sáng thứ ba. Đấy. Xin chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đăng ký kênh theo dõi ủng hộ Tây Bắc TV1. Đấy, các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi thường xuyên giá cả chợ gia súc ở trên chợ phiên. Đấy, bởi vì là mình chủ yếu là đi quay chợ phiên về mảng gia súc thôi các bạn. Còn mảng ẩm thực thì mình có kênh khác. Đấy. Ok, chúng ta xem cặp này nhá. Cặp này đẹp các bạn, sáng ra buổi sáng. Bao giá hơi 8 triệu. Trả tiền nó mà, sao không trả tiền luôn. Bao nhiêu? Con lên bao nhiêu? Ổn đấy, có dê. À, chúng ta tạm thời quan sát cặp này nhé. Chúng ta đến với một xe mới các bạn. Buổi sáng người ta chở dê đến. Và nhiều người họ thích mua dê đực ạ. Dê đực làm thương phẩm thì nó chất lượng hơn. Còn dê cái thì thường thường người ta để làm giống. Lại xe nữa thì to. Xe này cũng hai con các bạn. Nhà chú có làm trang trại gì không? Hay là làm thương phẩm thôi à? Kiểu mua dê nhiều xong dự trữ để nuôi. Có trang trại chứ. À. Trại to chứ. Mấy nghìn con, loanh quanh ở cái huyện Bảo Yên là có ông này hết. Bao tất đúng không? Bao cả cái bà ấy. À, cảnh nuôi dê mình không quay nhé các bạn nhé. Rồi ok xuống rồi. Xem nào. Hình như là có hai con dê đực sao ấy. Dê đực bán vào tiền bay. Hai con dê đực hết các bạn. Bán bao nhiêu tiền cân đấy? Không phải cầm đâu. À. Để chú ý dắt vào cũng được. Thôi. Hai con đực các bạn. Không biết là bác báo bao nhiêu buổi sáng. Cái con này em cầm đây à? Nhưng mà có vẻ là không được béo lắm đúng không? Nhìn mình nhìn thấy không được béo lắm. Nói chung là nó cũng hệ bình các bạn. Hệ này đang tuổi lớn. Đây này có cô đây này. Thank you.
Cam này báo giá bao nhiêu bác? Hả? Báo giá bao nhiêu ạ? Mười mấy ạ? Bắn cân cân mười mấy ạ? 14 à? Ừ. Nếu mà bắn vo một con. Vâng, bao tiền con ạ? Ví dụ con dây này bao tiền con? Bán con không biết bán rồi. Cứ bán một con đến bao nhiêu tiền một con đấy? Nếu mà được thì bác này mua luôn. Không biết bán. Không biết bán cũng bán, nhưng mà chợ đi bán nó không bán à? Hai con này bao nhiêu tiền? Ở nhà chưa tính toán trước ạ? À? Hai con này bao nhiêu tiền? Mấy triệu. Nói luôn, mấy triệu. Con này. Nói. Cứ nói đi, nói đúng đến đâu, đúng sai có gì đâu mà. 5 triệu. Hả? 5 triệu. Phải làm mạnh thế. Dây này cũng bé. Thế rồi không? Hả? Bao nhiêu? Ủa, con này không bé đấy mà. Đấy, vào không biết nói đấy. Con này đang tuổi lớn nhỉ? Dưới 4 triệu bán không? Chưa có thịt đâu, dây này không có thịt. Dưới 4 triệu bán không? Dưới 4 triệu. Dưới 5 triệu à? Không biết bác ở nhà cân chưa? Chắc cũng phải cân rồi chứ. Đây là hai con đực nha các bạn nhé. Hai con đực này thì cũng nhỏ, nói chung là đang giai đoạn tuổi lớn. Và hai con này thì mình thấy là nó cũng chưa được béo lắm. Thì bác đang báo giá là 14. Đấy, báo giá vậy thôi. Còn không biết là thương lái trả như thế nào. Thì là tí nữa nếu mà người ta mua được chốt đơn thì mình quay cho bạn xem nhé. Hiện tại buổi sáng thì như thế. Và chúng ta đang xem cặp dê đẹp đây này các bạn ơi. Đây, ở đây có cặp dê đẹp này. Đấy, cặp này đẹp nhỉ, lông mượt, đầy đặn. Đây này các bạn này, sáng ra cặp này khá là đẹp, lông mượt. Đấy. Hai con này là hai con cái nhé các bạn nhé. Hai con này đều là hai con cái, kia con mẹ này. Con mẹ mà hình như đang có bầu lốt ấy. Bởi vì con này khoảng mấy tháng này anh? Con này? Ừ. Cứ tầm mấy tháng đẻ một lần nhỉ? Dê một năm đẻ hai lần ạ. Thế tính ra là khoảng 6 tháng à? Thế thì con này đã bắt đầu có bầu nhỉ, vừa nhỉ? Đấy, con mẹ. Đấy, buổi sáng này mọi người cũng đi xem dê. Đấy, ở đây là khu vực cuối chợ dê nha các bạn nhé. Đấy, trên kia kìa. Hôm nay thì cũng khá là nhiều dê. Đấy, một phiên chợ diễn ra thì thường thường mình thấy khoảng 5-60 con dê, có lúc thì trên 100 con dê các bạn. Đây là thời điểm giáp Tết. Đấy, chợ này thì nhiều dê lắm, còn chợ Bắc Hà thì không có dê. Hôm nay buổi sáng thì mình gặp thấy cặp này đẹp thật đấy. Cặp này làm giống các bạn. Nếu tất cả chỗ này là 7 triệu à? Báo 7 triệu à? Nếu mà cân thì bao nhiêu tiền cân này? Đến mười mấy, đến 12. Ở nhà cân anh cân bao cân này? Cả con này? Ừ. Ôi giời, kênh gì thì không biết đâu. Cân hết cả cái này thì giá bao nhiêu tiền một cân? Có nghĩa là bao nhiêu tiền một cân hơi ấy. Tính ra thì mua tất đi. Cái này 14 nhỉ? 14 đấy. Thế con này là bao giá bao nhiêu? 12. Mẹ 12, con 14. Nó tạ thì 10 thôi. 5 triệu bán không? Không, nó giả 5 triệu thì lâu rồi. 5 triệu dưới. Thế bao nhiêu bán? 7 triệu. 7 triệu lên tí. 6 triệu không bán à? Lấy giả 7 triệu không bán. Nó lúc lấy giả 7 triệu không bán. Ô, cường, chưa rồi. Con người ta đang báo là 14 các bạn. Con con thì bởi vì là đang tuổi lớn này, tuổi trưởng thành này. Và có thể làm giống rất là đẹp nên báo ra 14. Con mẹ báo 12 à? Đấy, con mẹ thì báo giá 12 các bạn. Con mẹ này cũng non mà nhỉ? Làm gì đẻ mấy lứa đấy anh? Mới được 2 lứa đấy á? Thế về vẫn còn đẻ được nhiều nữa. Làm giống tốt nhỉ. Đấy, cặp này anh báo mua vo nha các bạn. Mua vo là 7 triệu cả ba con này. Còn bán cân hơi thì tách ra. Con thì khoảng 14, con mẹ thì 12. Nói chung là cặp này khá là đẹp. Bác nào mà có tiền mua chịu chơi một tí.
có nghĩa là trả sông sinh một tí thì mua cặp này về làm giống là đẹp các bạn. Bởi vì thứ nhất là về quan sát về ngoại hình thì nó khá là cân đối này. Đấy, dê đẹp này, lông mượt này. Nói chung là nhìn nó khá là mát mắt các bạn. Đấy, thỉnh thoảng gặp là dê một bề, cặp này đúng một bề luôn ạ, hai con cái. Đấy, cặp này anh ấy chia sẻ là cũng phải tầm 4 tháng đến 5 tháng rồi các bạn. Mọi người xem dê nhiều. Cao như chú nói thì chịu. Ôi giời, cứ lên 14 cái. Dê này từ hôm nọ rồi, không ai 14 được, không ai lấy rồi. Nọ nhân giả chú 13 năm chú cũng bán. Ôi giời, có người lấy. Đấy. Đấy, con đực nhá các bạn nhá. Đấy, bác vừa chở đến là có hai con đực. Đấy. Nó đứng chiều này, nó đứng chiều này như kiểu ngắn ngắn dê các bạn. Mình thấy nó ngắn ngắn. Bán đây nhanh lên đi. Chính xác bao tiền để cho lấy cặp này về làm giống. Chính xác nói chính xác bao nhiêu? Cháu bảo 3 triệu 9 nhưng mà. Hả? 3 triệu 9. 3 triệu 9. Đấy chú bao nhiêu chú bán nào? Chính xác là bao nhiêu bán nói luôn, được cho lấy không thôi. 5 triệu. Ôi chịu rồi. Đấy 5 triệu mà chết người ta, chết con người ta. Chết là cái đi. 5 triệu thì tính ra khoảng bao nhiêu cân? Đấy, cái này được bao nhiêu cân mà ông bán. Đấy là 39 cân giả tiền ông 5 triệu ngay. Cái này là quan trọng, một số bác đi buôn cầm cân chuẩn các ạ, mình thì chịu. Ồ đây này có một đàn dê mới đến đây các bạn ơi. 1 2 3 5 con. Đấy, bác này có 5 con. Nói chung là hôm nay cũng khá là nhiều dê và nhiều dê to các bạn. Như bác này có 5 con này. Con cái này. Hình như là cái tất các bạn. Hình như có một con dê đực sao. Ồ, cái tất các bạn. Chợ này phải làm mấy cọc sắt nha. Cái cọc gỗ thì vài hôm nay mất. Nó gãy. Bác ấy toàn dê cái này các bạn. Dê cái. Dê cái nhưng mà loại này không có sừng này. Có loại có loại không nhỉ? Giờ mình mới để ý đấy. Loại này có sừng thì loại này không có sừng. Đấy. Nó mang mắt tí nó không đi được mà. Cái con này khá là to nhưng mà mình không đi sừng các bạn. Cái con này lại có sừng này. Đấy, loại không sừng, loại có sừng. Giờ mình mới để ý đây này. À lấy tiền lấy gì? Thế mà cũng trông nó cũng nhìn được. Nó cứ sàn sàn nhau này báo có mười mấy, 12 hay mười mấy anh? 12 à. Nói chung là dê cái dê mẹ mà đang tuổi đẹp thì thường là 11 đến 12 các bạn. Đấy, con đẹp thì tầm 12 13. Còn dê đực thì 14. Hoặc là đến 14 năm. Bảo bác định mua vo hay là mua hẳn con? Dạ. Đây cặp dê khoang này. Dê trắng đẹp này.
Đấy, đây có cặp dê khoang màu trắng đá màu đen các bạn, nhìn nó sáng sủa. Đây con dê đực các bạn này, dê đực, dê đực. Chú nhìn con dê, như con dê này chú nhìn con dê khác, nó khác nhau hoàn toàn. Mà dê mà cái bụng nó nặng lắm. Là bụng nó to nó ăn no ạ. To nặng lắm, giống bụng nó phải mấy cân. Thì chú biết rồi. Đấy. Dê này chú đang báo 14 đấy các bạn. Nhưng mà dê chưa có con nào 16, 15 nhỉ, ít nhỉ. Đấy, đợt này dê đã rẻ các bạn. Con này nó bụng to, bụng đấy. To con kia, con này con đực này các bạn này. Đấy. Người ta đang chê là cái bụng của nó ăn no nó to các bạn. Đấy. Người ta chỉ trả là 10 13 5. Đấy. Con kia no hơn con này. Thích tí nhưng mà thích tí những con dê kia nó khác kìa. Con dê này khác kìa. Để giờ bao nhiêu giả đi. Giả một câu mà kìa. Rồi ok các bạn nhé, đây là khu vực chợ dê các bạn, chợ Cung Ly, xã Cung Ly, Bắc Hà, Lào Cai. Đấy, luôn diễn ra vào sáng thứ ba hàng tuần. Hôm nay thì là mình thấy khá là nhiều dê và mình cũng đi hỏi một số con dê rồi. Đấy, thì thấy thì thường thường là những con dê đực thì người ta báo hôm nay là cao nhất là đến 14 đến 14 năm thôi. Còn bình quân là 13 năm này đến 14 năm. Đấy, chưa có con nào thấy là 16 các bạn. Nói chung là chợ dê thì cũng giáp Tết rồi. Mình thấy giá cả dê thì nó cũng không được lên cao đến 16, 17 các bạn. Đấy, rất là hiếm khi gặp con nào bán được 16, 17. Bình quân trong khoảng là 13 năm đến 14 năm thôi. Đấy là dê đực. Đấy, dê mà đang trưởng thành mà chất lượng thì tốt đấy. Còn dê cái, dê giống ấy thì rơi vào tầm 12 đến 13. Còn dê mẹ mà lẻ đơn côi mà đẹp ấy thì sẽ rơi vào 12. Rồi ok, cảm ơn các bác nhé. Các bác nhớ xem like, đăng ký, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.